Thạch đúng rồi, Khải mua đồ anh Thạch em ơi. Anh Thạch chuyển phái khác là đỡ lại đồ đồng môn cho Khải. Má xúc cái nọ. Xúc cái nọ bây giờ chuyện. Đồ mẹ, thăm quá chứ nè, đồ mẹ chạy theo nữa, có cái thằng cái chuối thơm quá, mẹ chạy theo. Chu tiên. Này là bán rẻ á, anh Thạch bán rẻ Khải cho anh em. Khải nói trên livestream luôn nè, cái này là bán rẻ chứ không có giá đó đâu. Anh Thạch bán rẻ cho em, anh em trên cơ. Xem cái nỏ này, cái nỏ này hiện tại giá phải hơn 20 kim nha anh em. Đó là anh em trong bang này anh bán rẻ chứ không có giá đó đâu. Cái lắm, cái lắm, cái lắm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 nè em ơi, 20 nó tắt công yếu nè. Khải cầm cái quả nỏ nó thì thịt mẹ ba cháy luôn á. Ừ, cái nỏ đó Khải, Khải ưng mà. Đâu rồi, thật đâu rồi. Ôi, đồ mẹ đừng mong rồi. Mày để tao thăm quá chứ nè, mấy cái thằng đi. Thấy ham. Chuối là ham. Vừa bán vừa cho anh em trong bang cũ Khải á, chuẩn bị Khải lập bang á. Khải lập bang bị anh với bang Khải. Anh cho Khải ít đồ này. Áo kim. Đưa Khải ít đồ hả? Này. Hả? Khải, xem họ thì có áo kim nữ không? Áo kim nữ hả? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bán rẻ nha anh em. Rồi má cái nỏ này phải hơn 20 kim. Nói thiệt anh em luôn. Nỏ này tầm này phải hơn 20 kim. 40 kim. 40 kim hả? À? Mẹ cái ba này luôn đi. Bán rẻ á. Trong bang phải cũng. Tại vì là bây giờ chưa có cái nào ngon hơn nó ở cái server này cả. Giá chiền nữa này. Đai lưng thì đai lưng Khải có rồi. Lưng Khải ngon hơn. Nếu mà nói về sát thương á, nếu mà nói về sát thương còn tốc đánh thì không nói, nếu mà nói sát thương á. Sát thương làm gì có cái nỏ nào đam to hơn cái nỏ của nó đâu. Ok anh. Mày nhà đường môn. Ừ mà thiên nhẫn thả. Anh chơi phái gì? Không thả yên bướng quần. Thôi chạy mấy đứa rồi. Tao thăm quái chứ mày. Vừa bán vừa cho anh em nói thiệt, vừa bán vừa cho. Ok. Rồi rồi. Lấy nhận này có nội lực. Xúc rồi à, xúc rồi à? Xúc rồi, mua rồi. Mẹ bá cháy nha. Khải hàng được Khải mua chứ Khải đâu phải mua tầm 7 đâu. Rồi, hủy 3 đồ kiểm phần rồi. Áo kim đây. Áo kim đây. Hàng độc. 20 kim mẹ có hơn triệu. Hàng độc. Nó cũng ngon nữa luôn. Hàng độc, hàng độc. Nó bây giờ nếu mà nói thì thế sẽ bảo tầm 3 triệu. 2-3 triệu. Đại lưng 67-60. Đại lưng này cũng ngang ngang đại lưng mình thôi. Cái nỏ này chuẩn bị cũng quanh nè, bao tay nè. Giá truyền đọc không anh em? Cái nỏ này. Giá truyền cả tất cả luôn kìa, ngon. Đâu? Nỏ này. Nỏ, má nỏ này quá đẹp luôn. Nó này vào tổng kim bao chắc anh em. Và nó này Khải vào tổng kim Khải cánh rất là đạt 201. Má đạt chuẩn của đường môn luôn nha anh em. Đạt chuẩn đường môn nha anh em. Chuyện này thì em nói thật 10 kim đã 10 kim không ai bán đâu em ơi. Em đang bảo là 10 kim mà đã mút luôn rồi. Đúng rồi. Còn thêm cả nó nữa. Đừng nói mà đụng vào nó này. Đâu đụng vào không đã 2 triệu rồi. Nó này đụng vào không đỡ bơ kè tổng kim đã 2 triệu rồi anh em. Mà anh em đòi nó kia nữa sao ra. Không nếu có được cái sát thương vật lý phần trăm thôi mà chỉ là sát ừ, đồ si đa mà giác chắc quá xem mà mới mà. Mà đất địa là tiền vãi cả lộn rồi. Đi vãi cả lộn. Mà anh em nó kim sao rớt giá được anh em. Cái cơ bản là anh em xem anh em không biết là cái này không biết cái server này không có đâu, hiếm lắm. Không biết cái drop của đồ. Không biết cái drop của đồ, nghĩa là cứ nghĩ là tiền trạng này. Nếu mà kể mà để nhà đó chanh ra hả? Đồ cho chuyện này ngon anh em. 20 kim là tầm 1 triệu rưỡi. 20 kim là hơn 1 triệu rưỡi nè em ơi. 20 kim hơn 1 triệu rưỡi. Nhưng mà nghe nói server này không có đồ hoàng kim phương phái đúng không? Bây giờ mà để che nhá, để che nhá. Cái nỏ kháng độc củi vãi lộn, đéo có tốc đánh. Ra vãi lộn. Nhưng mà đéo có cái thứ hai đâu. Nói chung là hiện tại không có cái thứ hai nên là nó là normal. Nên là giá nó chát. Rất là chát. Tầm này nó này Khải đánh tống kim ngon rồi. Khải đâu vô tống kim là thằng nào cũng như thằng nào anh em ơi. Anh em nè, Khải nói anh em nghe nha. Cái nỏ này á, cái nỏ này vào tống kim á, cho dù thằng kia nó có nỏ top 20 đi, nó vào tống kim nó cũng bằng 201 như Khải thôi, chả hơn Khải cái mẹ gì. Vào tống kim là cái nỏ top 20 sát thương cũng bằng Khải thôi. Đâu hơn Khải được. Cũng tốc độ 201 đạt móc thôi.
Còn ở ngoài á thì ở ngoài công nhận nó hơn Khải, nếu nó có tóc 20 với sát thương thì công nhận nó hơn Khải thiệt. Một quả. À. Một quả bạo vũ, bạo vũ Lê Hoa là thật địch mẹ. Đó, đơn giản vậy thôi. Còn vào tống kim á, nó này là đánh bao chắc rồi. Vào tống kim là 201, thằng nào cũng 201. Cho dù nó có mang cái nọ tóc 30, sát thương 50 thì nó vẫn đạt móc 201 mà thôi. Đó. Nên là nọ này Khải đánh đến sập server vẫn không bao giờ rớt giá. Ví dụ như ví dụ server này thì hiện tại bây giờ nó tầm ra mới có nửa tháng thôi. Giá nó tầm này. Còn sau này thì nếu mà những cái nọ này mà hiếm thì nó vẫn có giá thôi, chứ không bao giờ rớt giá được. Còn ví dụ như anh em mua chiếc xe đi, nó vẫn rớt giá nhưng mà rớt ít thôi, không có nhiều. Ví dụ như là anh em mua chiếc xe 15 triệu, ông anh em chạy 2 năm thì nó rớt xuống 7-8 triệu thôi, cũng như vậy thôi. Giờ Khải chơi là Khải like cho anh em xem, Khải mua đồ. Đó. Khải chơi giờ bây giờ cho anh em xem. Anh em cứ quan trọng là sau này tầm 3 tháng sau đi. Một cái xe đúng rồi. Cộng của bây giờ 3 tháng sau. Là cộng của năm 2000 thì mẹ khác nhau vãi luôn. Chờ Khải chơi đến 3 tháng sau đi. 3 tháng sau nó còn 5 kim, 6 kim, Khải vẫn ưng. Đó. Tại vì Khải đã xài nó muốn hư cái nỏ rồi. Những năm 2000 mà được một quả đất. Lực tay lên vãi luôn. Lực tay mấy hôm Khải có 2K6 rồi. Khác nhau là như thế đấy anh em. Khác nhau là chỗ đó nè. Dành trong vòng 2 tháng từ 80 triệu còn 10 đấy. Triệu người ta còn chưa kêu. Đó, anh em chơi là mình chơi là cho anh em biết là server chơi. Và hiện trạng server nó như thế nào. Chứ đâu phải mình mua nó này là cùi được, không phải là cùi đâu anh em. Nó này là nô 1. Này là đang nô 1 server nha. Cái này đang nô 1 ấy. Ví dụ như chưa có cái thứ hai đâu. Đánh 2 tháng ngày nào cũng top 1 tống kim, thế là thì mẹ mày thoải mái thôi. Quá sức đà. Chưa có cái thứ hai đâu. Chơi được ra chơi. Chơi là mình chơi cho anh em thấy thôi, chứ còn không phải là rẻ mắc lại đồ nó tầm này là hàng hiếm không có rồi. Rẻ vãi lộn chứ không phải là mắc. Rẻ vãi. Bây giờ đưa tôi cho mua tôi đi bán. À, anh em thấy chưa? Đâu phải đơn giản đâu anh em. Giờ bán em trồng luôn 20 kim rồi. Thôi. 20 kim tôi bán luôn. Lúc đéo là không được 3-40 kim. Anh là anh với anh Thạch là cùng bang á, nên là mới có giá đó thôi. ATM, lúc đéo phải giao dịch bán kim. Anh với anh Thạch là cùng bang á mới có giá thôi. Chứ còn sao mà có giá được. Nó này đánh mà không nói rồi, tông kim hả? Anh em thích tông kim hả? Ok, anh em thích tông kim, Khải vô tông kim chơi này. Đó, Khải đánh tông kim trận này anh em xem. Vô sâu nha, hiện tại bây giờ tông kim đã vô được 20 phút rồi nha. Khải đánh tông kim anh em xem. Khải đi mua lách đã, đủ mới hết kim rồi, đây. Khải đi đổi lách, Khải mua lách, Khải đánh 3 lách thôi. Đi tống đi, hả Khải ngay cho thưởng cá nữa nè. Bên nào đang win? Bên tông đang win, thế bên sang bên kim mấy bạn ạ. Kim. Chưa biết được. Vào này sấy tống kim không nát nữa thôi. Bỏ tiền học bay rồi. Nói chung là mình chơi á là mình chơi theo hiện trạng server, chứ không phải là mình chơi để mình suy nghĩ nó về sâu. Nếu mà về sâu nó thiệt anh em cứ nói là về sâu không tới 5 kim nó thiệt luôn. Biết là mình biết vậy rồi nhưng mà mình vẫn mua là anh em đủ hiểu rồi. Chơi là mình phải mua. Nhắm hàng đẹp mình mua. Em thấy cho chuyện này. Mày giá chiền này. Sau là bao lâu? 3 tháng nữa ông. 3 tháng nữa, đúng rồi, 3 tháng nữa. Bây giờ hiện tại mình là gọi dài là mình nô rồi. Dây chuyền của em này về sau chắc chỉ để làm tận tẩu. Dây chuyền nào? Đang kịch bang kìa. Nhưng mà em đang lôi. Đường môn gió đang. Gió đang. 27%. Thúy Yên. Tận tẩu. Ngày mày kiếm. Nga mày kiếm đấy, kiếm rồi. Nè kiếm nè ngon rồi, địt mẹ là nhẫn lam bảo nhẫn cấp 9 nhẫn này nhẫn đẹp này nhẫn hay ra địt mẹ may mắn. Thúy Yên nè giỏ đang đâu tầm này xấy gì cái chết ô lên ui da đông vậy đó. Vô sau 20 phút mà tánh tầm nhìn này sao tốt được anh em. Đường môn tầm này chưa tốt được đâu, phải hết kim phải không à. Ai da đâu dữ. Đâu dữ Thúy Yên. Ây da, giỏ đang. Anh em thấy không? Xấy nổ độc tử ngay. Pháp 1. Rap
Má pha vào chanh đi vào lòng người, hết mana rồi. Má còn mana còn đánh nữa. Hết mana rồi em ơi. Mẹ pha, hết mana. Không, đi pha vào đứng góc đẹp không em. Má đứng góc đánh đúng bại. Đúng rồi, kiếm áo thủ 40 phục hồi đẹp nữa, đẹp anh em, sử dụng lực nữa. Phi pháp. Má xây cái chết, giờ đang xây cái chết em thấy không? Hít mà. Trời má, pha đó nhưng một mình đứng người ta, đéo ai á. Một mình ra một đấu mình 100 anh em ơi, pha đó lỗi quá. Ôi, thật đó. Rồi, ok, chờ hết giờ anh em ơi, hết giờ. Rồi, em thấy chưa? Mới mua được cái nỏ này. Cái nỏ với cái gia truyền em thấy khắc bọn liền em. Hiện tại chưa tốt thôi nhưng mà tại vì Khải đánh sau 20 phút á. Khải vô sau 20 phút là tầm này là Khải thấy quá ổn em ơi. Giết 55 mà chết 15. À, Khải mới mua cái nỏ này, anh em nhìn sơ qua này. Anh em cùng xem sơ qua là xếp đồ xanh của Khải xếp cũng khá là đầy đủ nha anh em. Gia truyền kháng cả 6, thì dẫn độc 30, kháng băng 17, sản lực lực 18 và 6 thôi. À, nỏ 37 với lại 39%. Dày. Đại lưng nhẫn ngọc bội nhẫn trên bao tay nón áo thì chắc cũng thầy áo mới này mà áo này phục hồi cái 30 đó vậy thôi. Thôi đi làm gia tẩu này còn vài gia tẩu nữa chắc xong gia tẩu này mà.